nay mình xin gửi đến các bạn một chiếc Sonic bôi xăng lửa của một em học sinh cấp 3 An Nhật Tân nha. Xin đi đến chi tiết của chiếc xe này nha. Rồi trước tiên thì mình đến phần đầu trước ha. Rồi dàn đầu nhìn vô thì các bạn thấy là full ốc Titan này đúng không? Đây, ghi đông này, bạn này thì sơn bạc, ốc Titan màu tím, màu xanh tím, nhìn rất nổi nha các bạn. Đây là cái miếng dán của cái móc khóa Titan luôn nha. Cùm này là cùm gì thì chủ xe không nói, mình cũng không nói. Bên đây thì cùm tăng domino này, ống ga domino, cùm công tắc domino, bao tay spider. Rồi cái này thì bạn chủ xe sơn màu bạc nha. Rồi. Đó, xe này ô đô thì 23.800 nha các bạn, 23.800. Rồi đèn đây thì đèn L4 là 4X. Rồi đèn ghi tua rất là ok nha. Rồi tới bây giờ mình xuống phần cái bánh nha. Thì xe bạn này đang đi bánh này là bánh Racing Boy khoảng 1.4 1.6, bánh trước thì 1.4. Đó. Thì xe này bánh trước đi thì không có chế cháo gì hết, còn bánh sau như là phải chế. Rồi đẻ bạn này đi zin, lọng thì lọng CNC, ốc là ốc Titan nha, ốc Titan đủ màu hết nè. Đó. Rồi heo zin, như dầu zin luôn. Rồi tới phần bô với lại bánh sau nha. Dạ thấy cái cỏ Titan này lên màu từng khúc đẹp không? Khá là đẹp ạ. Rồi cỏ này cỏ sền, cỏ này thì chạy nó nóng rồi nó sẽ lên màu. Con tán này đúng là con tán Titan nè, vết cây kỹ xíu nè. Đó, con tán này là hàng Titan dính vô luôn nè. Thấy không? Con tán đẹp không? À, mỗi hàng nè, đó. Cỏ Titan. Chạy nóng nó lên màu vậy nè, chứ này không phải khò nha. Rồi ống nước Samco Sport. Rồi bô OBBR không nỉ. Rồi xíu thì mình sẽ test cho bạn nghe cái tiếng bô không nỉ này nó sẽ thế nào nha, khá là chát đó các bạn. Rồi bình này thì bình nít xinh, dây dầu cho ben đạp nè, ống dây trong suốt. Rồi, giờ mình tới bánh sau nè. Thì bánh sau thì bạn này đang đi là bánh Racing Boy khoảng 1.6 như nãy mình nói. Thì 1.6 nãy mình nói thì bánh size vỏ sau bạn nó đi là bánh size 60. Bánh này là bánh Kameo nha, bánh này của Thái Lan. Rồi size vỏ trước thì bạn nó đi là bánh 50. Nhìn mà vết quay tổng quan chiếc xe cho mấy bạn coi, cái bánh rất là nhỏ. Thấy cái bánh nhỏ xíu không? Vỏ Kameo nè. Dân này rất là đẹp nha các bạn. Quay dân cho các bạn coi nè. Các bạn thấy dân cái bánh đẹp ghê không? Rồi bạn đang đi nẹp gấp âm nha. Bắt không, mình xin lỗi, cái này là bắt tăng sên âm. ốc Titan. Đó nè, bô không nỉ nè, mà bạn này gắn cái tiêu nè. Đó. Rồi, thì bạn này đang đi nhông sên dẻ là Redleo sên DD nha. Rồi, size dẻ bạn này đi là 42-15. Rồi, thì vậy bạn này đang đi cao su gấp K-Rack nha. Thì các bạn thấy gắn cái này vô nè, nó sáng chiếc xe không? Đó. Rồi mà nếu các bạn đi kỹ thì nó rất đẹp, mà các bạn đi không kỹ thường thì các bạn xịt dưỡng sên hay là vệ sinh sên nó sẽ dính vô ngay đây nè. Để chạy một thời gian nó sẽ bị dơ như thế này. Đó. Rồi, nếu mà giữ sạch được thì rất là đẹp. Đó, khi các bạn mà mua cái này thì các bạn sẽ được tặng một cái tem K-Rack này nè. Đó. Đây, nẹp gấp K-Rack. À, chỉ K-Rack đây. Đó, bắt con ốc Titan đây. Rồi, xe này của bạn nó đang đi cấu hình là bô xăng lửa nha các bạn. Bô xăng lửa bạn nó đi thì là ECU, là ECU Redleo V3. Họng là họng Sinwer 32. Lọc trụ Redleo. Thường các bạn mua cái ECU Redleo V3 nè, các bạn sẽ được tặng một cái đồ chuyển map. Trong đây sẽ có 4 cái map cho các bạn tùy chỉnh, các bạn đi cấu hình gì thì các bạn chỉnh cái cấu hình đó. Mô bên sườn các bạn nó đi thì mô bên sườn là Redleo luôn nha. Nó họng nè, họng Redleo nè. Lọc, cái này là cái lọc trụ Redleo. Đó, ECU nè, ECU Redleo V3 là đồ tăng chỉnh. Rồi, còn cái họng xăng với lại cái mô bên sườn thì nó nằm trong đây rồi, mình không có lấy ra được nha. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ nổ máy xe này cho các bạn nghe nha, nổ từng map luôn nha các bạn. Rồi. Đây, map đầu tiên. Đây mình sẽ nổ map 1 cho các bạn coi nè, quay lại map 1 nè. Đây, map 1. Đấy. Rồi map 1 nha các bạn. Map 1 thì bạn này set map là 5.000 là đòn rồi. Thì các bạn nhớ like, subscribe và để giúp mình có thêm động lực để ra những cái xe chất lượng hơn cho các bạn coi nha. Rồi xin chào các bạn.